Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video xin giới thiệu đến các bạn là cái bộ chế xe cho bé chơi, tải trọng khoảng 100 đến 150 kg, tốc độ chậm. Loại này thì trang bị đủ cho các bạn nhé. Động cơ thì 12V này, 350W này. Đấy. Nhông động cơ là sử dụng xích xe máy, tay đảo chiều này, tay đảo chiều đấu sẵn nhé. Về phần dây điện thì các bạn có thể lối lại theo cái dây điện đã đấu sẵn, thì bên mình chỉ đấu cho các bạn hoạt động thôi, còn về các bạn có thể sẽ phải đấu dây to hơn, dài hơn đấy, còn mình đấu sẵn để cho các bạn về nhà dễ làm, không bị nhầm lẫn. Ở đây thì sử dụng nhông xích xe máy hết. Bàn ga này IC này là 500W nhé, 12V 500W này. Tay đạp chiều này, tay đạp chiều này, loại này rất là bền này. Đấy, nó chạy dòng trực tiếp cho nên phải sử dụng cái tay đạp chiều này. Chứ dùng công tắc thì chỉ được mấy hôm là nó sẽ cháy ngay. Đấy, có cả ổ khóa luôn này. Nhông xích lớn này, cái này các bạn có thể tận dụng xích của xe máy, thì ai mua thì mua, không mua thì có thể trừ tiền đi. Đấy, bàn ga này, bàn ga loại to luôn. Tốc độ động cơ là đấy, một bộ thì bao gồm bằng này món, thì các bạn lấy món nào thì lấy nhé. Thì chắc là chỉ có nhông xích thì các bạn có thể tự chủ được thôi, còn những cái món kia thì tất nhiên là đều phải mua cả thì nó mới chạy được. Thì mọi chi tiết đặt hàng xin liên hệ 0983818955 hoặc cái số điện thoại thứ hai mình có để trên màn hình đấy. Đây là chọn bộ của nó, động cơ có đế nhé. Đây đường kính động cơ này. Điều khiển 500W này. Chân ga này. Đầy đủ.